Lời Chúa theo Thánh Marco chương 3 từ câu 31 đến câu 35. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em, chị em, thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ đang ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, khác với Matthew và Luca, tác giả Marco không kể về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trong đó có đề cập đến sự hiện diện và vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm nhập thể. Nhưng giờ đây, khi Chúa bắt đầu công cuộc rao giảng tin mừng với quyền uy thần linh và những phép lạ kèm theo, chúng ta thấy Marco nhấn mạnh đến Đức Maria và anh em của Chúa. Anh em của Chúa được nói ở đây không nhất thiết hiểu như anh em ruột thịt trong cùng một gia đình. Chủ ý của Marco là trình bày cho cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi về mối tương quan mới và được sâu xa giữa Chúa Giêsu và con người. Và mối tương quan ấy không xây dựng trên quan hệ thân thuộc gia đình, mà trên sự chu toàn thánh ý của Chúa Cha. Thực vậy, khi bắt đầu thi hành sứ mệnh rao giảng tin mừng nước trời, Chúa Giêsu đã quy tụ quanh người và các môn đệ thiết lập với họ một cộng đoàn mới vượt ngoài ranh giới gia đình Nazareth, một cộng đoàn được xây trên một căn bản mới, đó là chu toàn thánh ý Chúa Cha. Tuy nhiên, mặc khải thực tại mới mẻ về mối liên hệ thiêng liêng, Chúa Giêsu không làm cho mình trở thành kẻ bất hiếu đối với mẹ người vì chối bỏ tình thân thuộc gia đình, nhưng làm cho nó bền chặt hơn. Bởi lẽ hơn ai hết, Đức Maria là người đã thi hành thánh ý Chúa Cha một cách trọn vẹn nhất. Tình thân gia đình hạn hẹp nơi một số người đã được Chúa biến đổi thành phổ quát. Mọi người đều có thể tham gia, gia nhập vào gia đình của Chúa, tức là giáo hội. Khi hé mở cho thấy thực tại sâu xa phổ quát được thiết lập giữa người và các môn đệ, Chúa Giêsu chỉ mới thực hiện bước đầu của con đường sống kết hợp với người. Mối liên hệ giữa người và các môn đệ sẽ được phát triển sâu sắc và bền chặt hơn trong giao ước mới, và người sẽ thiết lập trong bí tích thánh thể để các môn đệ được ở lại trong tình yêu và sự sống của người như cành nho gắn liền với thân nho để trổ sinh hoa trái. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con trong mối liên hệ thân tình với Chúa ngày càng sâu xa và bền chặt hơn. Amen.